Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục tin tức của Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về cái sự thật của cái clip ngư dân đổ ngao hai cùi xuống biển do bị ép giá thê thảm. Trước thông tin ngư dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh phải đổ ngao đã thu hoạch xuống biển do bị thương lái ép giá, thì tỉnh này vừa có công văn lên tiếng giải thích. Cụ thể, theo thông tin từ tỉnh Quảng Ninh, hôm nay là ngày 20 tháng 9, thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện thông tin clip về việc ngư dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh buộc phải đổ ngao hai cùi vừa thu hoạch xuống biển. Nguyên nhân việc này được cho là bị thương lái ép giá. Ngay sau khi nhận được thông tin, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn vào cuộc làm rõ. Qua xác minh cho thấy, người có hành động đổ ngao trong clip là ông Nguyễn Văn Chiến ở xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Hộ ông Nguyễn Văn Chiến có nuôi ngao hai cùi tại khu vực phía tây nam đảo Hoi thuộc xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Trước khi thu hoạch, ông Chiến cũng có tìm hiểu thị trường và thỏa thuận với thương lái mua ngao khi thu hoạch xong sẽ chuyển về bờ để bán. Tuy nhiên, trong quá trình thu hoạch, ngao được đựng trong rổ nhưng không có nước, phơi nắng trên thuyền trong quá trình vận chuyển vào bờ, cho nên ngao bị há mồm, nhả nước và bị chết nên thương lái không thu mua nữa. Về phía chủ ngao, ông Chiến sau đó đã chạy xuồng ra khu vực bè nuôi và đổ ngao chết xuống biển. Do đó, thông tin cho rằng thương lái ép giá quá thấp làm cho chủ ngao không hài lòng về mức giá nên phải đổ xuống biển là không đúng sự thật, gây hoang mang cho người dân và cộng đồng. Về tình trạng các hộ dân nuôi ngao cùi, ngao hai cùi trên địa bàn đang gặp khó khăn, Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn cho biết hiện nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh đều bị ảnh hưởng, do đó có việc tiêu thụ ngao, sản lượng tiêu thụ sẽ giảm và giảm rất là mạnh, giá cũng chỉ bằng 15-20% với cùng kỳ của hàng năm. Thì để ổn định tình hình kinh tế xã hội, tháo gỡ khó khăn cho người dân nuôi trồng thủy sản do ảnh hưởng dịch bệnh, Ủy ban nhân dân huyện đang phối hợp với Sở Công Thương triển khai một số giải pháp tìm kiếm thị trường tiêu thụ, đồng thời định hướng người chăn nuôi không hộ hàng đầu tư gây mất cân đối cung cầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phần tin tức này và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.